Nếu anh em đang có nhu cầu thử vận may nhận ngay nick VIP, ok, hãy đến với shopmisu.com, shop hợp tác duy nhất và chính thức của Misu TV. Giá cả học sinh nhưng chất lượng lại lên đến tận phụ huynh nhá. Hello, xin chào tất cả anh em nha. Và chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình ngày hôm nay. Thì anh em có đang tò mò cái cập nhật phiên bản OB17 thì chúng ta sẽ nhận được những cái phần quà gì không? Ok, và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đi review những cái phần quà khi chúng ta cập nhật xong cái phiên bản OB17 nhá. Thì những cái phần quà này thì chúng ta cần phải cày cuốc này. Nói chung thì cày cuốc thì cũng khá là vui rồi, nhưng mà nhận được những cái phần quà rất chi là ngon luôn, đúng không anh em? Thì ở trong phiên bản OB17 thì cũng có rất nhiều nhiệm vụ với là rất nhiều những cái phần quà ngon dành cho anh em luôn nhá. Thì anh em nếu mà muốn nhận những cái phần quà này thì nói chung cũng phải cày cuốc khá chi là lâu luôn. Nên là anh em phải chú ý khi chúng ta cập nhật xong nhá, thì chúng ta sẽ vào xem và chúng ta xem những cái nhiệm vụ nó như thế nào và cày cuốc để chúng ta có thể nhận được nhá. Thì hiện tại thì kiếm Huyễn Nguyệt này anh em, kiếm Huyễn Nguyệt đã chính thức mở bán lại với giá có 199 kim cương này. Và những em nào mà muốn sở hữu cái kiếm này thì vào và xúc luôn đi nhá. Mình thấy cũng khá là rẻ vì nó cũng đã giảm giá đi 30% rồi. Giá gốc của nó là 299 kim cương nha anh em. Hiện tại thì nó giảm chỉ còn 199 kim cương thôi. Ok, và không lòng hoàng nữa thì bây giờ chúng ta sẽ đến với những phần quà trong phiên bản cập nhật OB17 nó sẽ là cái gì nhá. Và đây là những cái phần quà chúng ta cập nhật trong phiên bản OB17 nha anh em. Anh em cũng có thể thấy là những cái phần quà nó rất chi là ngon luôn, đúng không anh em? Hai hộp ma thuật này, 3.000 kim cương và một cái set trang phục giả lập luôn nha anh em. Thì sự kiện này thì chúng ta phải cần cày cuốc khá chi là lâu chúng ta mới nhận được những cái phần quà như thế này nhá. Và những cái phần quà như thế này mà mình thấy là chúng ta cày cuốc thì cũng khá là ok rồi, đúng không anh em? Và đang còn một cái phần quà này kia, một cái phần quà này anh em xem, chắc chắn anh em kiểu gì anh em cũng thấy rất chi là thú vị luôn. Và chúng ta cùng đến với cái phần quà chúng ta sẽ cày cuốc tiếp theo nha. Và cái phần quà chúng ta tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ nhận được 100 kim cương. Và một cái nhiệm vụ nữa thì chúng ta sẽ nhận được 9.999 kim cương luôn anh em. Anh em có tin được không? Nhưng mà đây là sự thật nha anh em, và anh em chỉ cần chờ cái phiên bản cập nhật OB17 thôi. Và mình chỉ sợ là cập nhật phiên bản OB17 về Việt Nam thì nó sẽ mất đi khá chi là nhiều, giống như cái sự kiện skin xe đấy anh em. Mình review ở phiên bản nước ngoài thì rất chi là nhiều cái skin xe luôn, nhưng mà đến khi về Việt Nam thì nó chỉ còn đúng mỗi một cái skin xe thôi. Anh em có thể thấy là phiên bản nước ngoài thì nó ngon hơn phiên bản Việt Nam rất chi là nhiều luôn, đúng không? Và anh em cũng có, à đúng rồi, nói ngon hơn thì chúng ta mới biết ở cái sự kiện đăng nhập ở server Việt Nam này, anh em cũng có thể thấy là những cái phần quà nó nói chung là nó rất chi là ngây ngây luôn, đúng không anh em? Toàn đồ thử chỉ có 2 đến 3 ngày thôi. Và bây giờ thì mình sẽ đi review qua cái phần quà chúng ta có thể nhận được trong cái sự kiện đăng nhập bên server nước ngoài nhá. Sự kiện đăng nhập bên server nước ngoài thì mình thấy khá chi là nhiều quà luôn, và quà ngon hơn server Việt Nam rất chi là nhiều luôn anh em. Nên là bây giờ mình sẽ qua bên server nước ngoài, mình sẽ review những cái phần quà bên sự kiện đăng nhập bên server nước ngoài thì nó sẽ có cái gì nhá. Và trước khi qua server nước ngoài review cho anh em sự kiện đăng nhập thì chúng ta sẽ review lại một cái sự kiện đăng nhập bên server Việt Nam thì những cái phần quà nó như thế nào để xíu nữa chúng ta còn so sánh nhá. Đây, và chúng ta sẽ vào sự kiện đăng nhập của server Việt Nam này, 14 ngày liên tiếp đúng không? Đây, và chúng ta sẽ vào phần tới luôn nha. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ vào trong đây và chúng ta xem những cái phần quà khi chúng ta đăng nhập thì nó sẽ có cái gì nha. Đây, và anh em cũng có thể thấy là chúng ta chỉ nhận được những cái đồ như là mảnh nhân vật này, xu hồi sinh này, rồi là những cái skin, có skin súng nhưng mà cũng chỉ là một cái skin súng 7 ngày thôi. Và anh em điểm danh liên tiếp tận 7 ngày anh em mới nhận được cái skin lận. Và những cái phần quà anh em đổi trong đây cũng có cả skin súng, chỉ có một cái skin súng là AK này là AK cái gì kỳ lân đấy. Và anh em chỉ nhận được trong có 3 ngày thôi, thời gian thử có 3 ngày thôi nhá. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái server nước ngoài cho anh em xem cái sự kiện đăng nhập của người ta thì nó sẽ như thế nào nhá. Đây, và anh em thấy sự kiện đăng nhập của người ta đây. Và anh em chỉ đăng nhập có một ngày duy nhất thôi là anh em đã nhận được tất cả các nấy quà rồi. Đấy, anh em có thể thấy là cái set trang phục thì chúng ta sẽ được thử trong 7 ngày này. Và những cái skin súng thì chúng ta cũng được thử trong 7 ngày luôn.
Và anh em cũng có thể thấy là những cái phần quà bên sự kiện đăng nhập bên nước ngoài thì nó rất chi là ok rồi đúng không? Và mình thấy thì những cái phần quà nó chỉ là đăng nhập 7 ngày thôi, nhưng mà chúng ta chỉ cần đăng nhập 1 ngày là chúng ta có thể nhận hết những cái phần quà đó rồi. Còn sự kiện đăng nhập bên Việt Nam thì chúng ta đăng nhập tận 14 hay 16 ngày liền thì chúng ta mới nhận được những cái skin. Nói chung thì nhận skin nhưng mà chỉ có 2-3 ngày thôi. Còn bên server nước ngoài chúng ta thử lại tận tới 7 ngày lần. 7 ngày nhá. Thời gian thử tới 7 ngày mà có rất chi là nhiều skin súng này và một bộ trang phục này. Đấy anh em có thể thấy những cái phần quà nó rất khá chi là ok luôn đúng không? Và những cái phần quà trong phiên bản cập nhật OB17 nữa thì nói chung thì về server Việt Nam chắc chắn, mình chắc chắn với anh em nhá, thì nó sẽ không còn như cái lúc nãy mình đã review cho anh em đâu. Và nó chắc chắn thì sẽ còn khoảng vài trăm kim cương. Đá ma thuật thì chắc đến một viên đá ma thuật thì nó đã ngon lắm rồi, chứ không đến hai viên đá ma thuật đâu anh em. Và chắc có lẽ thì phiên bản nước ngoài thì nó vẫn giữ nguyên, nhưng mà phiên bản Việt Nam thì chắc chắn nó sẽ không được như thế đâu anh em. Và anh em có hóng chờ cái phiên bản OB17 sắp tới nó sẽ cập nhật đâu. Và chắc có lẽ video của mình cũng kết thúc tại đây thôi. Và bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo hay hơn và bổ ích hơn nha. Bye bye.